四点三，繁体，一简对多繁，磨坊铁，蒙米引铁。我哋提肥也剔磨竹，第二描绘骨感体，磨坊铁文磨引铁，引铁啦，主行两引，坊铁啦，主行复杂，简体啦，拢针搭所结合，连埋空肥总听磨针分针。就莫所结合，莫眼睇嗰条蒙一条房睇，举例你 M 晒 AI，M 晒 Google 程式，可空睇翻译到，你一时讲莫只睇空睇翻译到，整杀到眼睇三房睇，比如转嚟，点火通啦，间，麻发啦间，另外点关提，卡住咁卡演绎，饮料解转嚟，点关你有冇打解 call 饮料解蒙蒙碧桂，蒙碧桂。thì điểm quan sẽ xài điểm phòng thì sẽ xài từ này điểm quan pháp là con liên quan đến cái can dự giống như bây giờ thì người cũng nói là ví dụ tổng công ty can dự cái chi nhánh sẽ làm cái gì cái này là con sẽ xài chữ này con chữ là dưới con chữ là giữ con dưới là có ý là làm thì điểm quan sẽ nói là con chữ viết sẽ khác nhau hoàn toàn vậy thì nếu em xài giản thể ở bên trái tất cả cái bánh bích quy hoặc là can dự hoặc là cái làm cái gì cũng xài chữ này nhưng mà phòng thế phải tùy theo cái này tạm thời không có một phần mềm nào có thể dịch được chính xác 100%. Thứ hai là cái từ tiếng giản thể là chữ này pháp là phụ còn tiếng quản phải tùy theo tình hình giống như cái phục giống như lễ phục sinh là Easter holiday hoặc là cái đại học Phục Đáng ở Thượng Hải cái này thì sẽ xài chữ ở trên là phục này còn liên quan tới copy giống như photocopy hoặc là cái gì đó thì nói cái phục ở dưới rồi hoặc là cái copy cũng là phục chạy mà phục chạy là phục này phục nhận thì là photocopy photo mà tiếng Việt nói photo cái này là phục nhận rồi còn lễ phục sinh thì nói phục vụ gì hoặc là quay lại ví dụ cái này ví dụ là trở lại bình thường sau khi cái chính xác zero covid rồi bây giờ trở lại bình thường rồi quay lại bình thường thì nói phục phục sờn tiếng Phạn bây giờ nói phục sờn tiếp theo là